Xe tay ga 50 phân khối Honda Giorno giá 1.900 USD, cạnh tranh Yamaha Vino. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thời trang kết hợp động cơ 50 phân khối, Honda Giorno 2021 được xem là lời đáp trả của Honda trước sự xuất hiện của đối thủ đồng hương Yamaha Vino hồi đầu tháng 2 năm 2021. Phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ 50 phân khối hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên tại các thị trường châu Á đang là cuộc đua song mã giữa hai thương hiệu xe máy Nhật Bản, Honda và Yamaha. Không lâu sau khi Yamaha trình làng mẫu Vino hồi đầu tháng 2 năm 2021 tại Nhật Bản, Honda vừa có lời đáp trả khi tung ra thị trường mẫu Honda Giorno hoàn toàn mới. Tương tự Yamaha Vino, mẫu xe tay ga, Honda Giorno 2021 sở hữu kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, tích hợp một số tính năng công nghệ, động cơ 50 phân khối nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong khu vực thành thị. Giorno 2021 vừa được Honda giới thiệu tại thị trường Nhật Bản với 3 phiên bản, gồm Deluxe, Special và Kumamon tương ứng mức giá từ 198.000 đến 206.800 yên, tương đương 1.863 đến 1.946 đô la Mỹ, khoảng 43,2 đến 45,1 triệu đồng. Tất cả các phiên bản Honda Giorno 2021 đều sử dụng động cơ ESP xi lanh đơn 4 kỳ, 2 van, dung tích 50 phân khối sản sinh công suất 4,5 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 41 Nm tại 6.000 vòng trên phút kết hợp hệ dẫn động bằng dây đai. Honda Giorno 2021 cũng được tích hợp nút để khởi động và hệ thống Idling Start. Về tiện tích, Honda Giorno 2021 chỉ có các trang bị cơ bản như đồng hồ hiển thị dạng analog, cổng USB 12V sạc các thiết bị di động tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước, móc treo hành lý và hộc chứa đồ chính bố trí dưới yên xe. Honda trang bị cho Giorno 2021 bình nhiên liệu 4,5 lít, phanh tang trống trên cả hai bánh. Dòng xe tay ga Honda Giorno 2021 hiện đang được phân phối tại Nhật Bản và sẽ xuất khẩu sang các thị trường khác tại châu Á trong thời gian tới. Trước đó, các phiên bản tiền nhiệm của Giorno từng được một số đại lý kinh doanh mô tô xe máy không chính hãng nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.